có người nói cho ông cái câu mà người đó chính là Ignatius đứng sáng lập ra dòng tên nói câu anh ơi anh được lời hết cả thế gian mà anh mất chính linh hồn anh thì được ít gì Chúa ở cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew Lạy chúa. Lại chúa Vinh danh Chúa, chúa. ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không phải tất cả những ai nói với tôi: Lạy Chúa, lạy Chúa, là đều được vào nước trời, nhưng chỉ có những người thực hiện ý Cha tôi ở trên trời, người ấy mới được vào nước trời. Vậy, ai nghe những lời tôi nói đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá, mưa có đổ xuống nước có tràn vào gió bão có thổi đến và lùa vào nhà nhà đó vẫn không sập vì nhà ấy được xây trên nền đá và hễ ai nghe những lời tôi nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát khi mưa xa nước lũ gió thổi và lùa vào nhà đó nhà sẽ sập và sẽ trở nên một đống hoang tàn đó là lời chúa lời chúa lời kể. có một câu đó trước khi tôi bắt đầu chắc chắn đang lúc quý vị đọc kinh thì có chiếu trên màn hình nói về thánh francisco xavier có ai thấy có điều gì thắc mắc không hay là không ai nhìn sao thắc mắc cái gì hả tôi tôi không nghe tất nhiên là thánh Francisco sao Vê, theo như cái niên lịch đó chỉ có 16 tuổi là chết nhìn lên là nó nó, nó giật mình liền nó cách đi 30 năm vì mà ít có ai thấy lắm cười vậy đó. 16 tuổi thì không thể làm linh mục, không thể làm giáo sư đại học ở Paris nổi tiếng và không thể bôn ba ở Ấn Độ, ở Nhật Bản và sắp sửa vào Trung Hoa thì ngày qua đời. Ngày qua đời 46 tuổi chứ không phải 16 tuổi. Nó nó một cái có thể đánh máy lầm cũng có thể cái nhà in nó in lầm. Không, không sao nhưng mà ý tôi nói là vì có người gửi cho tôi cái email hay lắm một ông thầy giáo hôm đó có phụ huynh đến dự lớp tiểu học mà có phụ huynh của nhiều em đến ngồi dự lớp ông lên bảng từ từ ông viết bài toán bằng phấn một cộng một ở dưới ông để hai hai cộng hai ở dưới ông để bốn ba cộng 3 ở dưới ông để 6, 4 cộng 4 ở dưới ông để 9. Thế là phụ huynh nhau nhau la lên, thầy rốt. Ông im và ông cười, ông nói, chẳng lẽ tôi không làm được bài toán này với bằng cử nhân của tôi sao? Nhưng quý vị thấy không? Ba cái đúng không ai thấy, một cái sai người ta thấy liền. Và người ta ghim cái sai đó liền Như vậy mấy cái đúng kia đâu Sao không ai nói Bài thứ nhất thầy làm đúng Bài thứ hai thầy cũng làm đúng Bài thứ ba thầy cũng làm đúng Có lẽ thầy chia trí Cho nên thầy viết nhầm Số 9 thay vì số 8 Nó khác xa đó là tinh thần xây dựng Còn bây giờ mình chỉ nhìn thấy cái xấu mà thôi Trong gia đình cũng vậy Biết bao nhiêu điều người thân của mình làm rất tốt. Mình không thấy. Sơ hở một cái xấu là chết với mình. Đây là cái tật xấu của con người. Tật xấu của tôi. Tôi vừa nhìn lên bảng là tôi thấy. Ôi gì. Ông có 16 tuổi à. Thấy không? Nhưng biết bao nhiêu cái bảng khác. Rất đẹp. Rất tốt. Chiếu hàng năm. Hàng năm. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Không thấy ai khen. Đó là bài học bên ngoài. Xin kể cho vui nhưng nó thực tế đó cái tính của con người sẽ nhìn thấy tật xấu của người khác mà thôi và ưu tiên còn mấy cái tốt không thấy ông thánh Francisco Xavier được mệnh danh là ông thánh Phaolô của thế kỷ thứ 16 giáo hội gọi như vậy Saint Paul of the 16th century đi đâu người ta cũng gọi vậy là vì ông hăng sai cho dân ngoại chữ dân ngoại đối với người Do Thái có nghĩa là người không phải người Do Thái. Người lạ có vậy thôi. Francisco Xavier luôn luôn thao thức về định mệnh của các linh hồn. Nhiều khi mình thiếu cái đó. Không biết bậc cha mẹ có thao thức về số mạng linh hồn của con cái mình không? Không biết các linh mục, chánh sứ, quản hạt có thao thức về linh hồn của các giáo dân mình không? Hay mãi mê lo xây nhà, lo sắm xe? Tôi, tôi đang kể là bởi vì dựa trên cái tựa đề tên của Ngài thôi và cái châm ngôn sống của Ngài là luôn thao thức định mệnh các linh hồn. Vì cái câu Chúa nói lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít. Francisco Xavier là một gia đình xuất thân từ một gia đình giàu có, nhà có lâu đài, sinh ngày mùng 7 tháng 4 năm 1506 ở cái lâu đài Xavier. Chính vì vậy, người ta đọc tên ngài là Xavier. Gọi là Xavier Castillo, tiếng Tây Ban Nha, ở cái thành phố Pamplona, miền Navarra. Mình chả cần nhớ mấy chi tiết đó làm gì. Học giỏi, thông minh, được cha mẹ dư tiền mà gửi sang Đại học Paris saint barbe để học. Ông tốt nghiệp về văn chương, tiến sĩ và triết lý nữa. Ông được bổ nhiệm liền làm giáo sư rất trẻ tuổi ở Paris và rất nổi tiếng là vì dạy có vài năm mà số sinh viên ngưỡng mộ rất đông ai cũng tưởng và cả gia đình cũng tưởng ông giáo sư trẻ tuổi này rồi sẽ tiến xa hơn, sẽ lên làm viện trưởng, vân vân Hay bước vào hàng lâm viện. À, tôi đố quý vị, hàng lâm viện là cái gì? Hàng là lạnh, lâm là rừng, viện là cái viện mà chui vô đó ngồi vào rừng lạnh gần chết. Mà nếu không có hàng lâm viện Cái ngôn ngữ của nước đó Sẽ từ từ sai đi Như bây giờ mình thấy Ngôn ngữ Việt của mình Bắt đầu sai rất nhiều Sau 50 năm rồi Dạ thưa Chữ Hàn là cái bút lông Ông Hàn mặc tử là vậy Mặc là mực Hàn mặc là bút mực Tử là anh chàng Anh chàng sống với bút và mực Thi sĩ Hàn mặc tử Người công giáo đó chứ không phải hàn là lạnh hàn là cây bút lông lâm là một rừng một rừng bút tức là nhiều người viết lách giỏi chữ viện là một cái nhà to quy tụ nhiều người viết giỏi học giỏi để giữ gìn ngôn ngữ nếu Francisco Xavier tiếp tục có lẽ sẽ được bầu vào hàng lâm viện của Tây Ban Nha hay của Pháp không chừng là vì ông dạy ở nước Pháp mà có thể tiếng Pháp ông rất giỏi. Nhưng không. Có người nói cho ông cái câu mà người đó chính là Ignacio đứng sáng lập ra dòng tên nói câu Anh ơi, anh được lời hết cả thế gian mà anh mất chính linh hồn anh thì được ít gì. Nghe có vài lần thấm thía ông bỏ hết đi theo Ignacio. Rồi ngày 15 tháng 8 là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm Năm 1534 ông và năm anh em khác đã tuyên lời khấn khó nghèo tinh khiết và vâng lời nhất là sống cộng đoàn để cùng nhau phục vụ cho sáng danh Chúa là trong ngôn của dòng tên rồi được thúc đẩy bởi lòng ham muốn để cứu các linh hồn ông trên chiến tàu đi Hoa qua là miền tây nam một thành phố tây nam của Ấn Độ Ngày mùng 7 tháng 7, ngày Sông Thất 1543, Francisco Xavier lần đầu tiên đặt trên đặt chân lên đất Ấn Độ. Và nơi đây ông ấy thành công. Mặc dầu người Ấn Độ giáo chống, người Hồi giáo chống, nhưng ông viết lại trong hồi ký, tôi lưới cá bằng lưới. Tức là vơ một lần rất nhiều người trở lại đạo, rửa tội cho rất nhiều người. Từ đó, ông ngó tới Á Châu sâu hơn tức là các nước đông nam á ông có ghé vào việt nam nhưng chúa hiền không cho vào rồi trên đường ông đi qua nhật bản ở nhật bản không thành công mặc dầu hạt giống tin mừng gieo và nó âm thầm mọc là vì ông nói khó khăn nhưng tôi cứ gieo rồi chúa sẽ làm tiếp mà đúng hạt giống ông gieo đã nảy sinh ra những vị tử đạo ở Nagasaki. Đó. Ông trở về trên đường về Ấn Độ thì ông cứ ước mơ được vào Trung Hoa vì ông nghĩ muốn chinh phục nước Nhật thì chỉ có nước Nhật chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa cho nên hãy vào được Trung Hoa đương nhiên sẽ vào được nước Nhật. Rồi mãi mãi ông không vào được là vì ông Lâm Bệnh chết lúc 46 tuổi thưa quý vị ông uh, chờ đợi và ông bị một thương gia người hoa gạt ông á cho nên mãi mãi không vào được nó lấy tiền xong nó chuồn mất lát thơ cuối cùng ông viết cho thánh ignas cha ignas kính mến trong thư mà con vừa nhận được từ cha cha cho biết cha rất mong gặp lại con trước khi chết Chúa biết cho là những lời ấy đánh động tâm hồn con thế nào không? Và con không sao cầm được nước mắt. Vẫn có nhiều đó thôi. Gửi chiếc tàu bộ đào nha cầm về. Bây giờ người ta còn giữ lá thơ đó. Đó là lá thơ cuối cùng. Ký tên Francisco Xavier. Sau 8 ngày nằm liệt giường, <laughs> có lẽ bị bệnh sốt rét hay gì, hồi đó không thấy nói. Cha Francisco Xavier không nói được nữa suốt ba ngày cũng không ăn không uống gì hết. vào trưa hôm thứ năm tỉnh lại và chỉ kêu tên ba ngôi. ông thầy mà ở đó giúp ông ấy, là ông thầy Anton nghe ngài nhắc đi nhắc lại là Chúa Giêsu con vua David xin thương xót con cứ mấp máy thì ông thầy mới trao cho ngài cây nến để cầm. Đó là rạng đông ngày mùng 3 tháng chạp là hôm nay mình kỷ niệm. Ngài cầm cây nến rồi kêu tên danh thánh Chúa Giêsu rồi ra đi bình an. 46 năm. Đâu có nhiều thua nhiều người thua tôi nữa. Cho nên cuộc đời không được tính bằng số năm đâu phải sống nhiều đó là có giá trị Mà sống thế nào mới có giá trị Ông ấy sống 15 năm linh mục Có 15 năm võn vẹn Vậy mà ông ấy làm được cho Chúa rất nhiều con cá tốt Còn hơn Tôi cũng 15 năm linh mục sắp tới rồi đó mà Chả câu được cá nào Cá lóc cá trê chưa thấy nữa. Chắc có cá tra không nó thiệt đó. Vui thiệt tôi nghĩ vậy đó. Cho nên không phải sống lâu mà sống thế nào. Trong đời hôn nhân cũng vậy. Không phải sống được sống lâu. Ngày mai ông bà cố, ông bà cố nhân và muôn thân phụ và thân mẫu của cha Thi kỷ niệm 60 năm đó. Sống với nhau trong đời hôn nhân 60 năm. Và có những ông bà còn hơn như vậy nữa. Nhưng tôi tôi không tính số năm Tôi tính sống làm sao Có cặp mới cưới được một tháng Mà nó thương yêu nhau nồng nàn Còn hơn ở 10 năm Mà cứ cay cú như hai khỉ dạ Francisco Xavier để lại cho chúng ta Bài học rất hay Cho phép tôi đọc cái nhận định này Từ nhà dòng của Ngài Chỉ với 46 tuổi đời, 15 năm trong đời linh mục, Francisco Xavier dù không sống lâu nhưng ngài đã sống nhiều, đã sống hết và sống trọn vẹn cho Chúa và các linh hồn. Cũng chỉ có hơn 10 năm ra đi truyền giáo, tức là đi lúc 36 tuổi, nhưng thánh nhân đã đi hơn 100.000 cây số và có những đoạn phải đi bằng chân trên tuyết. Ngài đã rửa tội cho khoảng hơn 30.000 người ở Ấn Độ, ở Á Châu, ở Nhật Bản. 30.000 khuyết. Đúng, Francisco Xavier là một phao lô thời đại thế kỷ 16, một vị đại tông đồ, là mẫu gương cho tất cả chúng ta. Chúng ta không phải lên đường đi Ấn Độ đâu. Không? Trong nhà mình mình sống thế nào để cho người khác thấy ừ bà ngoại đang tin có Chúa nhân từ chứ không phải bà ngoại đại diện cho một Thiên Chúa khắc khe. Francisco Xavier trong chuyến thăm mục vụ tại Ấn Độ vào tháng 2 không phải một cái đoàn đi viếng thăm mục vụ tại tháng 2 năm 1986 khi nói về cuộc đời của Francisco Xavier. Các linh mục và nam nữ tu sĩ tại nhà thờ ở Goa, nơi giữ cái xác của Ngài và cái xác vẫn còn nguyên nghe quý vị. Không ai ướp dễ đó. Cái xác không bị hư nát của Francisco Xavier. Thì rõ ràng Đức Thánh Cha Doan Phao Lô Đệ Nhị, gọi là Thánh, đã nói ngày nay các tông đồ của tin mừng phải bắt chước theo gương của Francisco Xavier là nhà truyền giáo thời danh nhất, nhiệt thành nhất để chiếu rọi ánh sáng Chúa Giêsu vào tâm hồn của các người khác. Đẹp quá ha. Thôi đừng ước mơ đi giảng đạo. Cứ ước mơ sống chứng nhân được rồi. Sống chứng nhân ngay trong gia đình mình. Có thể mình hiện giờ số tuổi gấp hai Francisco cái vị nào 94 là gấp hai rồi như gì nữa ông bốn sáu chín mươi thôi là gấp hai rồi thế đây có nhiều vị hơn gấp hai Thánh Francisco Xavier mình đã sống thế nào cái câu đó quan trọng không có nói sống bao nhiêu năm nhưng sống thế nào trong đời hôn nhân đã sống thế nào có con cái đã sống thế nào với con cái có bạn bè đã cư xử thế nào với bạn bè vân vân nhiều lắm thưa quý ông bà nhiều lắm mình không lưu tâm thôi chứ mình giật mình suy nghĩ lại mình sẽ thấy rất nhiều điều đáng xấu hổ là vì mình chưa làm được và nếu mình chưa làm được là mình chưa thực hành được lời Chúa mà hãy chưa thực hành được lời Chúa Tôi đang lý luận đó Chưa thực hành được lời Chúa Thì bài tính mừng nói Cả cuộc đời xây trên cát Đổ cái sầm xuống Hết Thành một đống hoang tàn Uổng Cảm ơn Chúa cho chúng con một ngày lễ hôm nay Đặc biệt chúng con cầu xin cho ơn Cái Cái dự án phong thánh Cho hai vị luôn Francisco Xavier Trương Bửu Dịp và Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Rồi cầu nguyện cho tất cả các ông nào có tên thánh Francisco Xavier. Xin Chúa chúc lành cho các ông biết nhìn đến định mệnh linh hồn của vợ của con của mình, của cháu chắc của mình hơn là chỉ tính sống năm này qua năm khác cảm ơn quý ông bà anh chị em và ai có tên thánh Francisco Xavier tôi không biết xin chúc một ngày lễ vui làm tôi nhớ tới chuyện cười 8 năm trước tôi nấy bản phân công ở dưới bếp nhà hàng ai còn nhớ chuyện đó xa quá 8 năm quên rồi tôi kể tôi còn ghi ngày đây nè dưới bếp có bản phân công là vì có tiệc Cho nên đầu bếp viết Cô Lan cắt tiết anh Hùng Nhổ lông cô Ngọc Luộc trứng anh Sơn Mổ bụng cô Đào Lột da anh Hải Rửa đùi cô Lài Bóp mềm cô Thấm Băm nhừ cô Tuyết Xào giòn đầu bếp Có nghĩa là cô Lan thì cắt tiết Anh Hùng thì nhổ lông làm tiết gà đó Cô Ngọc thì luộc trứng Anh Sơn thì mổ bụng cô đào thì lột da anh hải thì rửa đùi đùi gà đó cô lài thì bóp mềm để làm gỏi cô thắm thì băm như, cô tuyết thì sao giòn ký tên đầu bếp mà đọc lại cái nghe quý vị thấy khủng khiếp lắm cô lan cắt tiết anh hùng rồi xuống hàng nhổ lông cô ngọc luộc trứng anh sơn cái này mới ghê đấy mổ bụng cô đào lột da anh hải anh hải nghe bắt đầu quặp râu rồi rửa đùi cô lài bóp mềm cô thắm bông như cô tuyết là chúa thôi rồi sao giòn đầu bếp